ở bên này mới biết thức dậy sớm nghe tiếng chim chóc với đó bình minh là như thế nào nha chứ ở bên việt nam thì anh ngủ tới trưa vườn cây của ổng thì cũng vừa mới trồng nhưng mà tụi nó cũng đâu có ở yên được với cái thằng rudy có nè nó giảm lên cây tao nói tan nát hết trơn luôn á cây nào cây đó thì nó cũng mới có bay lớn này nó đang nhú tuổi anh tuổi lớn vậy mà sống gì nổi nhiều khi anh tưởng ông không có tuổi thơ ông không biết ăn cà lem là cái gì nhưng mà ai ngờ anh vô siêu thị anh mua cái xong mày về ông cũng ăn khí thế luôn á mọi người biết thằng rudy nó đang làm gì không nó đang bắt mấy con bướm trời ơi là trời thôi thì mày cứ bắt bướm đi mẹ mày ăn đây xong rồi bây giờ nó quay qua nó phá mấy trái banh chiều nổi không trời lúc đi siêu thị nó mua thử cái lon cà phê này uống cái sau ông hỏi ủa cái lon này ngon lắm hả hay là mày mua do cái lon nó màu hồng trời biết rồi còn hỏi đương nhiên là mua vì cái lon nó màu hồng nhìn nó đẹp đẹp thôi chứ ai có biết ngon hay không đâu nhưng mà uống thì tạm được nha cũng ok sang ngày xong sau nó mua lon màu xanh thì nó hơi ghê ổng nói là thằng đi nó khó chịu lắm nó không thích ai đụng cho người nó ổng nhiều khi còn không có vuốt tay nó được mà mà mọi người coi nè nó ngồi yên nhưng nó làm gì làm luôn á thương dễ men xong rồi ta nói còn sớm quá mà rảnh không biết làm gì giá thằng đu đi ra công viên chơi mọi người có thấy mấy em thỏ ở xa xa khi mà trời nắng lên đẹp á thì tự nhiên anh thấy quá trời thỏ luôn đi ra ngoài chùa nó chạy xong rồi mọi người để ý cái đuôi của mấy em á có một cái cục bông màu trắng á chuối cứng quá chơi luôn á ngân cũng ráng đi gần lại quay cho mấy bạn coi với lại cũng thử coi em có chạy không ai vậy anh chạy quá tích luôn công nhận là ở bên này thiên nhiên động vật với lại con người gần gũi ghê luôn á còn đây là khi thằng đu đì nó gặp bạn nó nha. lại ngửi ngửi hít hít say hello hello gì thôi rồi nó đi rồi chứ nó không phải là đi chạy dở xong rồi chơi bờ với bạn xong rồi lanh qua lanh lại gì đâu nó không phải là kiểu kiểu đó nhưng mà kể cho nghe con chó trắng này nó siêu bịch không nó ăn xịt của thằng đu đi oh my god yêu còn bây giờ thì ở phía xa xa nó có cái dãy núi thì thường nếu mà có tuyết đó là dân ở cali sẽ đi lên cái núi đó để trừ khỏi cần phải đi xa thôi được rồi sáng giờ cũng mất hơi nhiều năng lượng nên giờ ngâm với ổng lại phải đi ăn trưa nha vẫn là quán quen thuộc là sushi roku mấy cái món ở trong menu món nào cũng ngon đó nhưng mà cái món mà thịt bò cuốn măng tay là ngân với ổng luôn luôn ở hôm nay mới thấy được một ngày cái tiệm kem này nó vắng nha còn bình thường lúc nào đi ngang qua cũng thấy xếp hàng dài 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 hôm nay cái hàng nó ngắn cho nên là ngâm với ổng vô xếp hàng cũng để ăn thử cho nó biết tại sao mà người ta đến đây ăn nhiều cái bữa giờ ngắm với ổng đi ngang qua là cũng thấy tò mò lắm rồi nhưng mà nhìn cái hàng dài nó ngán dữ lắm mọi người không có thèm kem đến vậy cho nên là hôm nay mới vô nhưng mọi người thấy thì cái quán kem trang trí rất là dễ thương nha xinh giả man luôn nhưng mà không có bàn để ngồi nhiều đâu đa phần là mọi người mua kem xong rồi mang đi hoặc là ra ngoài mấy cái ghế đá của cái cái môn ăn không ta à? nói hơi kem gì mà quá xa trời là nhiều vị mà nó ngon mà nó đạt mà nhìn nó uh, hấp dẫn quá Nhìn à. xong mấy cái tủ kem này cái muốn tăng cân nghe vậy đó nhưng mà thôi kìm lòng mỗi người cây uh, ngắm với ông order bốn vị luôn còn vị gì thì không có nhớ nổi luôn nha mọi người lúc đó là chỉ có chỉ 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 thôi nhưng mà thành thật mà nói á nó không phải là khẩu vị của ngân bởi vì nó hơi ngọt còn về cái độ béo á thì đúng gu của ngân ngân thích béo nha cái lúc này á là kêu quay clip ấy xong rồi ăn đi nhưng không trời khô cool quá mà ở mấy cái video mà tỷ năm về trước mấy bạn hỏi ngân là cái uh, máy ủi cầm tay mà bây giờ ngân lục lại video ngân mới nhớ là ngân đã có quay nhưng mà ngân chưa có chỉnh cho mấy bạn ngân thích xài bàn ủi hơi nước lắm mọi người cho nên là thường lúc nào ngân cũng có hai cái đó một cái là bự để ủi ở nhà còn một cái là luôn luôn mang theo để đi du lịch ở bên việt nam thì ngân cũng có hai cái bên này ngân cũng có hai cái nhưng mà đương nhiên là khác hiệu rồi xài mấy em này tiện lợi dữ lắm mọi người thứ nhất là không có hư đồ thứ hai là ủi cũng khá là nhanh mà cũng chả cần phải có cái bàn để để lên ủi làm gì đó. đặc biệt là đồ của con gái những cái chất liệu vải nó cũng mỏng manh nữa cộng thêm mấy cái cúp ngực mà ủi bằng cái bàn ủi kia thì nó cũng dễ hư cho nên là cái này tiện hơn